các vụ trọng án được mọi người quan tâm và theo dõi một phần lý do đến từ tình tiết cũng như câu chuyện kịch tính đằng sau nhưng dường như mọi người chỉ quan tâm đến những vụ án mà trong đó nạn nhân ra đi rất thương tâm hoặc là câu chuyện về quá trình hành tẩu giang hồ của các sát nhân hàng loạt vậy thì những vụ án lừa đảo của các công ty lớn hay là những mô hình rửa tiền trá hình của các tập đoàn đa quốc gia thì sao và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống lẫn túi tiền của bạn như thế nào thì với mục đích phô bày sự thật đằng sau bức tranh tài chính netflix xin trân trọng giới thiệu một series phim tài liệu kể cho chúng ta về những đồng tiền dơ bẩn từ các vụ bê bối tài chính kinh tế gây chấn động con dân trên toàn cầu và nếu các bạn quan tâm đến các chủ đề liên quan đến kinh tế thì hãy đến với lóng nếu mà chúng tôi nói về những vấn đề đó theo góc nhìn gần gũi và dễ gần nhất còn bây giờ là recap dirty money mùa 1 được gõ phím bởi content sang sung và rộng đặc vui vẻ được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đến chính thì các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi chỉnh sửa ở những video sau trong tập đầu tiên của phim, Netflix mang đến cho chúng ta câu chuyện đằng sau scandal khá rầm rộ của Volkswagen về lời hứa sử dụng nhiên liệu sạch trong sản phẩm mới ra mắt của họ. Và năm 2012, họ tung ra đoạn quảng cáo nói rằng Volkswagen là hãng xe hơi động cơ diesel rất được người Mỹ ưa chuộng, nhưng mà ẩn đằng sau độ phổ biến này là một vụ gian lận khí thải khá nghiêm trọng. Tính tới thời điểm hiện tại thì scandal này vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, nó ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường vì lượng khí độc thải ra từ xe, đồng thời cũng vi phạm những lời họ đã tuyên bố khi mà sản phẩm được tung ra thị trường. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 tại washington dc thứ trưởng bộ tư pháp bà sally jess đã có những phát biểu về vụ gian lận gây ra hậu quả nghiêm trọng của volkswagen phương án giải quyết mà volkswagen đưa ra là mua lại toàn bộ những chiếc xe đã lăn bánh ngoài đường để tạm ngưng việc xả khí độc hại ra môi trường xung quanh khi được phỏng vấn thì một khách hàng từng mua xe thời điểm đó cho biết tới thời điểm hiện tại ông vẫn giận tím người khi mà nghĩ đến những gì mà volkswagen đã làm với người tiêu dùng họ cảm thấy như bị phản bội bởi vì chót tin vào những lời ngon ngọt của hãng về độ thân thiện với môi trường khi sử dụng thực tế thì chiếc xe cho cảm giác lái như xe đua thật đồng thời cũng nhà khỏi không kém gì các nhà máy công nghiệp đang hoạt động hết công suất. tức giận là thế nhưng mà Volkswagen vẫn chấp nhận thu hồi lại những chiếc xe gây hại đến môi trường nên là hai vợ chồng người được phỏng vấn đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục để trả xe về hãng. khi về đến nhà thì ông chồng vẫn còn những vướng mắt chưa được sáng tỏ. khi càng tìm hiểu thì anh phát hiện ra những chi tiết khá thú vị về việc này. chúng ta phải đi ngược về thời điểm sơ khai, à, cụ thể là vào năm 1930, khoảng thời gian mà Hitler giới thiệu Volkswagen đến cho người Đức và trên toàn thế giới. theo như nhà báo của tờ New York Times, thời điểm đó tầng lớp trung lưu ở Đức không có nhiều sự lựa chọn về phương tiện đi lại nên là Hitler đã tìm đến ông Porsche để tìm hỏi một số ý tưởng thiết kế cho hãng xe mà ông sắp hỗ trợ tung ra thị trường, phục vụ cho những người thuộc tầng lớp trung lưu thượng đẳng. Sau khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì Hitler cho xây dựng vô số nhà máy khắp thành phố Wolfsburg, biến nơi này thành một thành phố nhà máy. Tới tận bây giờ thì nếu nhìn Wolfsburg từ trên cao xuống, chúng ta chỉ có thể thấy nhà máy là chính mà còn là những nhà máy với quy mô siêu to khổng lồ. Theo lời kể của ông thổ địa ở đây thì công ty Volkswagen vẫn đang cung cấp việc làm cho khoảng 60.000 người và hầu hết các nhà thân xung quanh nhà máy đều thuộc sở hữu của nhân viên trực thuộc hoặc là gián tiếp làm việc cho công ty. May mắn cho đội ngũ làm phim là tuy họ bị Volkswagen từ chối cung cấp tour tham gia các nhà máy ở Wolfsburg, nhưng mà họ đã kết nối và mời phỏng vấn thành công một cựu nhân viên Volkswagen đã làm việc cho công ty 24 năm tên là Walter Groth. Ông Groth cho biết khi mà tin tức về scandal của Volkswagen được lan truyền, bản thân ông đã vô cùng khó chịu với công ty vì công ty đã phản bội chính những nhân viên đã làm việc cật lực cống hiến biết bao nhiêu công sức cho công ty để có thể cho ra mắt sản phẩm xe con bọ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, cụ thể là thị trường Mỹ và những năm của thế kỷ trước. Có thể nói là chiếc xe con bọ vào những năm 60 là đại diện cho một xu hướng văn hóa mới, trong đó có văn hóa hippie. Đáng cho là thế nhưng mà về lâu dài thì chiếc xe dần dần không đảm bảo được chất lượng, nên là doanh thu của hãng cứ thế mà lao dốc không phanh. Và đây cũng là thời điểm mà ông Gross bước chân vào công ty để góp một phần sức lực từ đó vực dậy doanh thu đang không mấy khả quan ở thị trường Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Đó cũng là thời điểm mà ông được chứng kiến sự xuất hiện của một vị cứu tinh là PX, cháu ruột của ông Porsche, người sẽ hỗ trợ cứu vớt con tàu Volkswagen trong lúc khó khăn. Ngoài việc thay máu đội hình thì ông này còn đem đến tư tưởng dám nghĩ dám làm px cũng chính là người thực hiện ý tưởng sử dụng máy diesel cho những sản phẩm tiếp theo của công ty thứ mà đang nổi đình nổi đám khắp trời âu tuy thứ công nghệ mới này khiến cho xe trở nên bốc hơn nhưng mà khi vận hành thì lại thải ra môi trường vô vàn những khí độc hại nguy hiểm nhất là khí nox thành phần quan trọng gây ô nhiễm môi trường và cực kỳ nguy hại tới sức khỏe con người volkswagen cũng đưa ra một số phương pháp khắc phục thứ khí thải độc này nhưng mà chi phí để độ bô khá cao nên là thay vào đó người dân đổi xe luôn cho tiện hiểu được vấn đề này ban điều hành trong đó có px đã ngày đêm trằn trọc rồi thúc ép nhân viên làm việc không ngừng để đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất và thế là những lời hứa trăng hoa bắt đầu từ đây họ cho xây dựng nhà máy xanh ở tennessee đồng thời tạo ra một dòng máy diesel mới có tên viết tắt là tdi ngoài ra họ còn áp dụng nó vào dòng xe mới giá thành thấp hơn ít gây ô nhiễm môi trường hơn đồng thời chạy bền hơn và trải nghiệm lái xe sẽ thú vị hơn những lời hứa ong bướm rất thu hút và đầy hứa hẹn họ tự tin đến nỗi bỏ tiền cho một trường đại học ở mỹ để test độ ô nhiễm khí thải từ dòng xe mới này nhằm chứng minh với bên phía châu âu khi mà xe volkswagen đang bị mang tiếng gây ô nhiễm môi trường từ động cơ diesel trong xe rất đáng tiếc là kết quả trả về từ trường đại học không mấy khả quan khi mà test xong thì các nghiên cứu sinh đã đo được độ gây hại cao ngất ngưởng của loạt khí nox mà xe đã thải ra trong lúc nguy cấp thì họ đã thực hiện một nước đi sai lầm là bỏ thêm tiền để nhờ một bên trường đại học khác làm nghiên cứu và lần này kết quả nghiên cứu trả về tốt hơn nhưng mà trong bản báo cáo bài test đó đã xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi khiến cho công ty giờ đây bị hoài nghi đã gian lận kết quả test công ty mẹ ở đức thì cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên đã tổ chức họp báo để tạm thời chấn an dư luận. Mặt khác thì họ quay lưng đi, thay thế các thiết bị của mình nhằm giảm bớt việc thải khí của xe. Công ty làm mọi thứ để phủ nhận sự thật phũ phàng về việc báo cáo thiết bị thất bại từ bài test lẫn người dùng. Tuy nhiên thì họ không che giấu được lâu, người Mỹ bắt đầu có những động thái để vạch trần những hoài nghi trong cách vận hành lẫn sản phẩm mà Volkswagen đang tung ra thị trường. Lần lượt các ông lớn giám đốc khu vực tại Mỹ phải hầu tòa để tự giải thích về sản phẩm thực sự gây hại đến môi trường của mình. Cuối cùng sau nhiều cố gắng với đủ mọi chiêu trò để chứng minh động cơ máy diesel của hãng xe Volkswagen không gây ô nhiễm môi trường thì công ty vẫn bị phán có tội với ba cáo buộc tội danh bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nước Mỹ, móc nối lừa đảo và vi phạm đạo luật không khí sạch, cản trở tư pháp và trục lợi từ những phát ngôn không đúng sự thật. Đồng thời những người có liên quan đều đã phải chịu hình phạt thích đáng với hành vi không trong sạch trong kinh doanh của mình. Như vậy thì chúng ta có thể rút ra một điều rằng nước Mỹ nói chung và người dân của họ nói riêng rất chú trọng đến những gì mà sản phẩm du nhập từ nước ngoài mang lại. Tiếp theo chúng ta đến với vụ việc gây rúng động thế giới đua xe một thời, một vô hình cho vay ngắn hạn nhưng bên trong là một cái bẫy cho vay dài hạn kèm theo người vay phải gồng thêm một số tiền lãi cao ngất ngưởng như trường hợp của anh trai này. Anh ta đăng ký gói vay 500 đô với suy nghĩ đây chỉ là khoản vay ngắn hạn mà thôi. Cho nên khi đọc và đăng ký thông tin trên web, anh tính mình sẽ chỉ cần trả 650 đô khi hoàn thành khoản vay. Nhưng không, sau một khoảng thời gian, khi anh ta kiểm tra tài khoản thì thấy mình đang bị trừ lên tới con số 950 đô. Khi kiểm tra kỹ thì anh biết được số tiền 75 đô mà anh đang đóng định kỳ chỉ là số tiền để đóng phí làm mới hợp đồng cho vay chứ không phải số tiền trả góp định kỳ như anh hiểu. Anh trai này là một trong số những nạn nhân của mô hình cho vay ngoài ngân hàng với định mức cho vay cao dựa vào thu nhập cá nhân. Nghe khá là giống bốc bắt họ là vay nóng anh em xã hội đấy. Về cơ bản thì đây là một cái bẫy tài chính với con mồi là nhóm đối tượng sai cơ lỡ vận. Một khi rơi vào trong thì họ sẽ phải gánh khoản nợ kéo dài không biết đến bao giờ mới trả xong và rõ ràng là những người rất tàn nhẫn thì mới có thể tạo ra cái bẫy này. Đơn cử có thể nhắc đến là trường hợp của của tay đua xe Scott Tucker để nuôi sống đội đua của mình đồng thời phục vụ cho lối sống xa xỉ của bản thân hắn đã bày ra đế chế vay online riêng vào tháng 2 năm 2016 hắn và luật sư đại diện của mình đã bị truy tố hình sự về tội tổ chức đế chế cho vay online bất hợp pháp tính ra là khá tiếc cho một tài năng đua xe lầm đường lỡ ước nhưng mà có tài không có đức thì thôi vô dụng thế nó nhanh à, tính đến thời điểm bộ phim này ra mắt Scott vẫn đang trong thời gian điều tra nên vẫn được tại ngoại và tham gia phỏng vấn với đội ngũ làm phim để chúng ta có một góc nhìn từ phía người đang bị dư luận chĩa mũi dùi vào mô hình vay pay payday này có thể được hiểu như sau bạn đang cần tiền gấp bạn lên mạng để tìm payday loan khi được giới thiệu ấn vào trang web phù hợp thì bạn điền những thông tin cá nhân bên dưới là những ô xác nhận đã hiểu những điều khoản trong hợp đồng cho vay sau khi đánh xong thì bạn đọc đến biên bản xác nhận khoản vay kèm theo những khoản phí khác trong trường hợp của phim nếu mà bạn vay 300 đô thì tổng vốn lẫn lời bạn phải trả là 390 đô Khoảng thời gian trả góp định kỳ là cách 2 tuần một lần, người vay phải trả 90 đô từ tài khoản chính. Nếu mà tính đơn giản thì bạn sẽ hoàn tất khoản vay sau 5 lần đóng tiền, vì sau 4 đợt trả góp thì bạn chỉ còn thiếu 30 đô là hoàn tất khoản vay. Nhưng mà không tài khoản của bạn bị trừ thêm 50 đô phí nguyên tắc và cứ như thế kéo dài một thời gian số tiền vay bạn phải nai lưng trả lúc này đã lên tới con số 975 đô cộng tổng các chi phí liên quan tức giận và hoang mang là hai từ miêu tả cảm xúc chính xác nhất của những người đi vay lúc phát hiện ra mình đã bị vướng vào một cái bẫy nợ không hồi kết cấp quản lý và nhân viên túc trực điện thoại hiểu rõ cách vận hành của khoản vay nên là khi nhận những cú điện thoại chói tai thì họ vẫn bám theo những chính sách của công ty để giải thích cho khách hàng nhưng mà đây cũng là lỗ hổng nguy hiểm đối với những ông chủ lớn vì chính những nhân viên này là người nắm rõ số tiền tiền phí nguyên tắc lên xuống rất là câu vấn đề mà một khi bị điều tra chắc chắn sẽ gặp rắc rối to nhưng mà đã là chủ của một công ty lớn thì phải được hậu thuẫn bởi một dàn luật sư túc trí đa mưu khi những tờ điều khoản ma này được đem ra trình tòa thì dàn luật sư đã cực kỳ khôn khéo đổ lỗi cho nạn nhân rằng không đọc kỹ điều khoản nên mới xảy ra sự cố như vậy nhưng mà những điều khoản trong hợp đồng lại viết một cách rất là khó hiểu và dàn luật sư đã nhanh trí ghép lại những tường gạch chân để cho ra những điều khoản mà chính công ty bấy lâu nay đã và đang thực hiện đúng theo như chia sẻ của một cựu tư vấn viên từng làm việc khi mà sự việc được công khai thì họ cũng đã nghỉ việc thì họ mới thực sự biết bộ mặt thật của công ty và những người đứng sau nó họ cảm giác như mình đã góp một phần trong việc để những người xa cơ thất thế xuống hố nợ cực đại và để hợp thức hóa số tiền ma do người lừa đảo có được thì scott đã đem nó đổ vào những sở thích cũng như đam mê đua xe của mình scott tucker là một cái trường hợp đặc biệt trong giới đua xe theo lời kể của huấn luyện viên cùng với hắn suốt chặng đường sự nghiệp thì scott rất có tiềm năng và triển vọng phát triển trong sự nghiệp đua xe khi mà hắn và team liên tục ấm về khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ đây cũng là một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo ước tính công công ty Payday Loan AMG đã đem về cho hắn khoảng 400 triệu đô. Phần lớn số tiền này được đổ vào việc đua xe của Scott, tính cả việc mua xe lẫn chu cấp cho đội của mình. Ngoài ra còn những khoản tiền tiêu hoang dành cho bản thân như là mua nhà hàng sang trọng đắt tiền, mua chuyên cơ riêng. Tất cả những thứ kể trên đều đến từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người đã nai lưng gồng gánh khoản vay vô lý mà hắn đã bày ra. Và cuối cùng thì công lý đã được thực thi. Ủy ban thương mại liên bang của Mỹ đã chốt và phán thắng được con số đền bù thiệt hại lên tới 1,3 tỷ đô, một con số vô tiền khoáng hậu đối với vụ án mang tính lịch sử như thế này một phần giúp cho chính phủ mỹ dễ dàng tạo ra án lệ cho những vụ tương tự sau này và thế là những người họ tắc cờ phải chịu hình phạt thích đáng người thì lấy mạng mình để trả người thì phải đền tội sau song sắt những lời nói của tên scott về việc trách móc than thở vì chính quyền quá độc ác và giờ đối mặt với phán quyết 1,3 tỷ đô tiền đền bù thiệt hại thì hắn đã phần nào hiểu được cảm giác của những người đã bị lừa bấy đâu nay để chốt án thì vào tháng 1 năm 2018 Scott Tucker nhận 16 cuốn lịch còn Tim mưa vị luật sư túc trí đa mưu thì may mắn hơn với 7 cuốn và đó là kết thúc của tập 2 đây. tiếp theo là chúng

scandal công ty dược nhưng mà không hẳn là cứu người Vào năm 2008, một công ty dược tên là Valiant đang chuẩn bị thông báo giải thể về tình hình kinh doanh không khả quan Thì ở đâu ra một người nhìn thấy được đây sẽ là mỏ vàng trong tương lai đã nhảy vào mua đất cổ phần công ty Rồi tiếp quản quyền điều hành để đổi mới và vực dậy công ty dược đang lao dốc này Ngay lập tức ông này đẩy công ty lên sàn chứng khoán để thu hút mọi người nhảy vào mua cổ phần vì giá rất hời Vì trong tương lai công ty này sẽ trở thành công ty tỷ đô sau khi có rất nhiều ông lớn bỏ tiền vào đầu tư, giá cổ phiếu cứ thế mà tăng vọt Tuy là mang danh công ty dược phẩm nhưng mà Valuen lại không kiếm tiền từ việc bán thuốc thay vì đó bỏ hàng đống tiền để đổ vào việc nghiên cứu rồi sau đó mới tung ra thị trường để kiếm tiền thì Valuen lại chọn nước đi gọn và nhanh hơn bằng cách mua đất những công ty dược khác nhỏ hơn đã có sản phẩm được công nhận và đang được bày bán ở thị trường rồi bắt đầu phát triển từ đó công thức kiếm tiền này thì cực kỳ hiệu quả nếu mà đứng từ góc độ nhà kinh doanh tại vì nó vô tình tối ưu thời gian nghiên cứu thuốc lẫn khảo sát thị trường và cứ thế tiền đổ về từ các công ty rồi về tay công ty mẹ Valiant. đối với những nhà đầu tư thì miếng bánh này khá thơm một phần họ yên tâm bởi vì là ông Mai người đã đứng ra mua đứt lại công ty đã trấn an họ bằng vô vàn cách thức khác nhau. Bên cạnh những nhà đầu tư đã siêu lòng thì vẫn có những người khác thấy quan ngại, nhất là một số trong họ đã điều tra về tiểu sử của Valian. Kết quả cho thấy xung quanh việc bán thuốc của công ty có rất nhiều vấn đề. Nếu không may thì rất có thể những vấn đề đó sẽ hóa ra những quả bom lớn nổ ra những phụ kiện sau này. Đơn cử có thể kể đến là giá thành của thuốc được công ty tung ra. Theo khảo sát của phim thì từ khoảng giữa năm 2010 đến 2015, công ty Valian đã tăng giá thuốc Ciprin hàng tháng từ 650 đô lên 21.000 đô, một con số vô cùng tào lao cho một viên thuốc trị bệnh Wilson. Cơ bản thì bệnh này xuất hiện do quá nhiều đồng tích tụ trong gan, não và các bộ phận khác trên cơ thể. Cũng chính nhờ việc tăng giá đó mà công ty đã một bước lên mây từ 2,3 tỷ đô đến 78 tỷ đô. Một con số siêu to khổng lồ là như vậy nhưng mà đối với ông Mai thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Tại vì tham vọng của ông là biến Valerian trở thành công ty thuộc top 3 trong năm công ty dược thành công trên toàn thế giới. Thế là ông ta nghĩ ra ý tưởng bắt tay với một công ty lớn khác để cùng nhau phát triển. Valerian đã bắt tay với Aligan tại thời điểm đó và tới hiện tại là do bill ackman làm đại diện một tay tỷ phú thứ thiệt và cú bắt tay tỷ đô này lập tức phát huy công lực cổ phiếu của Valiant cứ thế mà tăng với tốc độ chóng mặt nhờ vậy mà ông mai có thể mua thêm nhiều công ty dược khác như mô hình cũ mà tôi đã nói ở trên bẵng đi một thời gian để trên mạng xuất hiện những lời đồn đại về loại mô hình thuốc có liên quan đến Valiant vì trước đó công ty chưa có quá nhiều lần nên họ mới nghĩ ra phương án hoàn tiền từ mô hình philidor sau đó mua lại thuốc cyprin để đem đi bán cho người dùng với giá cắt cổ công thức kinh doanh này nhìn chung là rất hiệu quả khi mà nó đem lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty những lời dối trá để che đậy mô hình kinh doanh kỳ lạ này của Valiant chuẩn bị được vạch trần vào ngày 23 tháng 1 2016 tại tòa thị chính thì Hillary Clinton đã công khai tên công ty cũng như việc bán thuốc với giá trên trời của họ nhằm mục đích làm rõ lý do tại sao công ty dược này bán thuốc với giá đắt đỏ như vậy những sự thật được phơi bày một phần đến từ những công ty đối thủ và trong vòng một tháng giá cổ phiếu của công ty đã tuột dốc khoảng 59% làm công ty bay hơi 26 tỷ đô để chấn chỉnh tình hình thì một cuộc họp cổ đông đã được tiến hành một phần để làm rõ những khuất tất đang xuất hiện kiện nhản trên các tờ báo cũng như là hậu quả hiện rõ trên giá cổ phiếu. Ông Bill Ackman thì đứng ngồi không yên vì mới lỡ bỏ thêm một tỷ đô vào đầu tư. Cũng trong khoảng thời gian này thì ông Mai đang trị bệnh ở nhà 2 tuần. Sau khi đã chữa trị xong thì ông quay lại và lập tức đưa ra những phương án để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thì chúng không đủ sức để ngăn giá cổ phiếu tiếp tục giảm tại vì người dân lẫn những người ở phố Wall đã tin vào sự thật. Nên là giờ đây ông Mai, người đang là tỷ phú trên giấy tờ đang phải đối diện với khả năng trở thành tội phạm do những sai phạm về đầu tư có liên quan đến Valiant. Phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra, rất nhiều sự thật đã được được phơi bày một cách công khai trước tòa trong đó có việc valiant là một mô hình quỹ đầu tư ẩn mình nhằm chiếm lấy công ty đã có thuốc rồi đẩy giá thuốc lên cao ngất ngưởng rồi trục lợi từ nó sau khi kết thúc phiên điều trần thì valiant chấp nhận hạ giá thuốc đồng thời sẽ đền bù thiệt hại nhưng việc hạ giá thuốc chỉ kéo dài được một năm nhìn vào bức tranh tổng thể thì valiant chỉ là một trong những công ty dược đang đẩy giá thuốc lên tận mây và họ được làm vật tế thần để xoa dịu dư luận công bằng mà nói trên phương diện kinh doanh thì họ đang làm rất tốt nhưng mà trên phương diện xã hội thì họ không cứu người bằng thuốc của mình mà ngược lại đang dần tiễn họ đi sớm hơn bằng mở hóa đơn tiền thuốc cực kỳ cao. Kết quả đối với những người liên quan như sau: vợ chồng John, người sử dụng thuốc được phỏng vấn xuyên suốt bộ phim, vẫn phải nhận biêu thuốc lên tới 200.000 đô một năm, không có gì biến chuyển. Ông Mai kiện ngược lại công ty đòi bồi thường 32 triệu đô. Ông Ackerman bán hết cổ phần thuộc Valiant và chấp nhận lỗ 4 tỷ đô. Tên của tập này khá là thú vị là Drug Short, short trong Short Seller, tạm dịch là người bán khống trong thuật ngữ chứng khoán. Tạm Drug short có thể tạm dịch là bán khống thuốc cho người dân. Và trong những vụ bê bối tài chính trên thì bạn có ấn tượng với vụ nào nhất và tại sao lại bạn ấn tượng với nó thì hãy để lại bình luận ở bên dưới tôi rất vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại